này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt địa giới chẳng tư duy phân biệt thủy hỏa phong không thức giới chẳng tư duy phân biệt tướng của địa giới chẳng tư duy phân biệt tướng của thủy hỏa phong không thức giới chẳng tư duy phân biệt tánh của địa giới chẳng tư duy phân biệt tánh của thủy hỏa phong không thức giới là vì sao vì địa giới cho đến thức giới chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa từ lâu đã trồng các căn lành đã cúng dường nhiều đức phật đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt vô minh, chẳng tư duy phân biệt hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, chẳng tư duy phân biệt tướng của vô minh, chẳng tư duy phân biệt tướng của hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não, chẳng tư duy phân biệt tánh của vô minh, chẳng tư duy phân biệt tánh của hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não là vì sao vì vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa từ lâu đã trồng các căn lành đã cúng dường nhiều đức phật đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt dục giới chẳng tư duy phân biệt sắc giới vô sắc giới chẳng tư duy phân biệt tướng của dục giới chẳng tư duy phân biệt tướng của sắc giới vô sắc giới Chẳng tư duy phân biệt tánh của dục giới, chẳng tư duy phân biệt tánh của sắc giới, vô sắc giới là vì sao? Vì dục giới, sắc giới, vô sắc giới chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện như vậy nên biết, đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép Ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt bố thí ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tướng của bố thí ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tướng của tịnh giới cho đến tướng của bát nhã ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tánh của bố thí ba la mật đa, chẳng tư duy phân biệt tánh của tịnh giới cho đến tánh của bát nhã ba la mật đa là vì sao? Vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt pháp không nội chẳng tư duy phân biệt pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạng pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp không nội chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp không nội chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là vì sao vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện như vậy nên biết đại bồ tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa từ lâu đã trồng các căn lành đã cúng dường nhiều đức phật đã phụng sự nhiều thiện hữu này thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng tư duy phân biệt chân như chẳng tư duy phân biệt pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ chẳng tư duy phân biệt tướng của chân như chẳng tư duy phân biệt tướng của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng tư duy phân biệt tánh của chân như, chẳng tư duy phân biệt tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là vì sao? Vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể nghĩ bàn này thiện hiện. Như vậy nên biết Đại Bồ Tát ấy từ lâu đã tu sáu phép ba la mật đa, từ lâu đã trồng các căn lành, đã cúng dường nhiều đức Phật, đã phụng sự nhiều thiện hữu.